Hôm nay là đám tang nhà chị Nick mọi người ạ. Hai bạn đấy vẫn chưa tìm thấy được. Sợ lắm mọi người ơi, đếm quay xung quanh cho mọi người xem nhá. Đây này, đã chưa tìm được thêm người nào mọi người ạ. Đây, ở trên kia đổ xuống mọi người ạ. Đây là ở trên này đổ xuống nhá, để em đi ra giữa cho mọi người cùng thấy nhá. Đây, cái này phải đi ra giữa mới nhìn thấy được. Là mọi người bảo là chỉ có muốn chọc đá con voi ấy. Đây. Vâng, đúng rồi, em là nhân viên chị Hoàng Hương mọi người ơi. Đây, để em ra ngoài giữa cho mọi người nhìn thấy nhá. Và từ trên kia nó sạt xuống mọi người ạ. Muốn chỏm đó, chỏm đá đuôi con voi đấy. Sợ thật. Đây mọi người ạ. Trên đỉnh này chảy xuống này. Đấy. Dạ bên kia đang cúng gọi hồn ạ. Alo. Vâng, bút mic ạ, em có cắm mic đâu. Rất là nhiều luôn. Anh Bóng ơi, chờ em tí nhá. Tìm đứa chưa thấy. Vẫn còn một người nữa chưa thấy ạ? Đấy, con gái là thấy rồi. Con 9 tuổi. Bây giờ là phải ra ngoài mộ ạ? Bây giờ nó đi tìm ở đâu đấy. À, bác cứ là bây giờ là cứ đi gọi hồn như thế thôi. Bây giờ nó lấy mẹ, lấy bà đi tìm. À, gọi được bà rồi. Bà đấy gọi lên vía này, lên vía cho bây giờ nó cho đi tìm. Là tìm thấy bà rồi, bây giờ gọi bà lên để đi tìm cháu. Lấy cái vía của bà đi tìm. Đây, cái ông đi theo sau này, ông Vinh. Đấy, giờ các cháu đi theo đấy. Quay xe lắc này, quay xe to, quay xe dưới, mọi người hết rồi. Mình đi sau đấy. Vâng. Okay. Thôi mình đi đi anh ơi.
nhà chị đấy là còn một người nữa chưa tìm thấy hay là còn, hai người anh? Còn cả. Tầm bao nhiêu tuổi đấy anh? 9 tuổi. 9 tuổi. Theo bây giờ là gọi hồn bà là hồn bố là để đi tìm con. Bây giờ là bố nó chưa lên. Bố nó còn nghĩ bà tầm không á. À. Đi mộ. Thì bố nó chết ở dưới Hà Nội. À bố mất ở dưới Hà Nội ạ? Ruộng vườn là tan hoang rồi mọi người ạ. Đây thì mấy đứa con cái này là gia đình nhà chị Nick mọi người ơi, hiện tại là chưa tìm thấy một bé 9 tuổi nữa. Nên là bây giờ phải gọi đi, hôm nay là đám tang cho bà, cho bố, cho em. Thế là phải gọi bà ra xem thầy thì thầy bảo là vía không còn ở khu nhà mất nữa, ra ngoài này gọi. Thế là này gọi được bà để bà đi tìm cháu, mượn vía của bà để bà đi tìm cháu. Dạ, vẫn ở làng Lủ đấy mọi người ơi, đây là làng Lủ đấy ạ. Gia đình là chị đã mất 4 người đúng không anh? 4 người là bà này, con trai với lại là hai đứa cháu. Hiện tại thì tìm thấy ba rồi. Bố thì là mất ở trên bệnh viện, còn một bé 9 tuổi nữa chưa tìm thấy. Hôm nay phải đi gọi hồn gọi vía của bà để mượn bà đi tìm cháu. Dạ ở làng còn 9 người nữa, ba trẻ em và 6 người lớn ạ là chưa tìm thấy ạ. Đây các chú đi sửa đường dây điện này, khổ lắm, nắng nôi. Mọi người nhìn đường nước này. Đường nước này. Anh Thới bây giờ là anh không thăm ai cả mọi người ạ. Bây giờ anh trốn rồi đúng không anh Bóng? Rồi nãy gọi nó tí nó ra. Vâng. Anh Thới bây giờ tâm lý anh không ổn định, anh không muốn gặp ai mọi người ơi. Dạ vâng ạ, bọn em có tí nữa vậy vào nhà bạn Hành. Bạn ạ. Bạn Hành là ở chỗ nào anh nhỉ? Ở dưới chỗ tái định cư đấy luôn ạ. Còn bạn Minh thì là cũng ở đấy luôn. Nhà chắc hôm nay sẽ không gặp được Minh vì là Minh hôm nay sẽ đi học mọi người, hôm nay thứ hai mà. Vâng. Mọi người ơi, máy của em cần nó đang nóng quá rồi. Không biết khi nào sập nữa. Nếu mà tí sập thì mọi người vào cái live stream tiếp theo mọi người nhá. Còn mẹ với đứa con. À còn mẹ với con nữa mọi người ạ. Lại là tức là bà với cháu đúng không ạ? Còn hai bà cháu nữa chưa tìm thấy ạ. Dạ vâng ạ. Đấy là nhà chị Nick ạ. Hôm nay là kiệu hồn bà này, kiệu bố này, chồng chị với lại mẹ chị này với lại một bé con trai nữa. Đám tang xong rồi đây à đúng không ạ? Đưa thầy về ạ. Đây là đám tang nhà chú Vọ. Nhà chú Vọ sáng ngày có làm như vậy không anh? Có, hôm qua. Hôm qua à? Không luận nhớ. Cái nhà này đâu cần. Đây bây giờ là, đây là nhà chú Vọ mọi người ạ. Nhà chú Vọ. Nhà chú Vọ thì sáng nay làm xong rồi. Thì bây giờ là bắt đầu đưa thầy về. Chỗ nắng thắp mua bảo hiểm về theo. Chỗ này là nghi có nhiều người lắm rồi anh.
sạt ở đây nó nước nó sạt rất là nhiều quá. Đầu... lấy được mấy người cơ mà. Ở đấy lấy được mấy người đấy ạ? Ừ, lấy mấy cứu được hai đấy cái cún nhãi thanh ấy lấy đây mà. Cún nhà ai ạ? Cái gì lan ấy, cái con bé bé ấy. À, là tìm thấy ở đây. Không phải tìm bắt được ở đây, anh em bắt được luôn đây rồi. À, cứu được ở đây. Đấy. À, bé lan nhà anh voi á? Không, con nhà ấy chứ, con nhà lai mất của bố mẹ. Người khó anh. À, cái bé Lan bé đấy, 6 đấy, tuổi đấy, là mất cả bố mẹ là cứu mẹ. Được ở đây. Đúng rồi, ở đây là cứu là vớt được bao nhiêu người rồi anh? Bà nó ở đây. Bà này. Ờ, với anh trực tiếp anh về tưởng cái cún nhà anh là được vợ thằng Vững ấy. À, bé nhà anh cũng ở đây luôn. Không, bé anh thì tôi về ngoài nhưng mà người ta thấy xác người ta bảo là giống bé nhà mình về được không đúng. Vâng. Thì là về là vợ thằng Vững ở đây. Vâng. Nhưng mà Vững này cũng phải được 4 5 người ở đây. 4 5 người ở chỗ này rồi. Ừ. Ôi trời ơi. Thì nó tạt ở đây nó rất nhiều, nó phát đầu ấy thì anh em cứu được. Nó tạt phát hai. Có phải cái chỗ này là anh bảo em là cái chỗ mà nghi thấy nghi sẽ có nhiều người đây đúng đấy, không? Đấy, đúng này. Nhưng mà không thể ra múc được. Máy không được. Giờ người ta mới lấy máy cần dài về để cứ lên gần này. Vâng. Đấy, chỗ này là chỗ chắc chắn là có người vì ai cũng bảo là chắc chắn người mà sâu qua máy không xuống được. Cái đoạn này là sâu tầm bao nhiêu mét anh? Chỗ này nó tầm 7-8 mét. 7-8 mét. Ừ. Vì lúc đấy nó có cái vũng ao. Ao chỗ đấy nữa. Ừ, cái ao chỗ đấy. Thế là cái nhà đây, trước đây nó ở cao lắm. Anh nghĩ chỗ đấy có tìm thấy không? Chỗ này chắc là thấy người chắc chắn rồi. Chỗ còn 9 người nữa mọi người ơi. Anh bóng đang đi, anh bóng bảo nghi chỗ này đang có người này. Tại vì nãy giờ là cần cẩu người ta múc lên, người ta rửa mấy lần rồi. Đấy, người ta đang với nhau. À, anh xem nhiều rồi anh biết đến đoạn này là tìm thấy rồi đúng không? Đấy, đoạn người ta đang với thì chắc chắn là có người mà biết là đấy cả chủ nhất, có là người dân bên kia này. Còn 9 người nữa mọi người ơi, ở đây như vừa nghi là có thêm người nữa, người ta vừa múc cần cẩu múc nước lên để rửa mọi người ạ. Nếu mà bây giờ thấy thì có cái gì? Còn không ở bên dưới nó lạnh hơn anh ạ. Dưới lạnh sao đây? Đấy như ông hôm nọ thấy mấy người ở chỗ cầu ấy, có gì được còn mấy người ở chỗ cầu mà sâu tầm 5-6 mét là còn nguyên. Nguyên tại vì dưới nó lạnh mát ở trên nó bị dưới thì không có gì bâu nó là M2 là nó lạnh phát hiện trong tủ lạnh đó. Dạ có rồi anh ạ, hôm trước là bọn em vào gặp các anh chị dân quân là bọn em có hỗ trợ rồi mọi người ơi, ngay ngày đầu tiên vào làng luôn ạ. Đây chỗ này đang nghi ngờ có người, bọn em đang lên đường lên vào nhà anh Thới nhưng mà anh Thới đang không có nhà, không liên lạc được mọi người ạ. Chắc là đi hộ mọi người, bây giờ nhà anh trôi hết rồi nhưng mà anh đi hộ mọi người cấy gặt ấy. Rồi vừa qua đây xong là anh bóng ở chỗ kia đang nghi có người tại vì thấy máy xúc người ta rửa. Thấy máy xúc người ta đang rửa rồi, bây giờ hiện tại là còn 9 người nữa chưa tìm thấy cơ. Hiện tại đang nghi chỗ kia có người mọi người ơi, đây em đang livestream mọi người xem này. Ở đây phải để đất khô, tại vì là đất ướt thì là sợ bị vào người đúng không anh? Nước ướt thì múc nó sạt xuống, không nhìn thấy là múc sợ dính vào người thì nó nát hết, không phát hiện được. Đấy đúng rồi mọi người ạ, ở đây người ta phải để đất khô mới dám xúc, như kiểu mẹ Phúc hôm trước ấy, xúc được một nửa biết ở dưới đấy có người rồi, xong lại phải lên chờ 4-5 ngày cho đất nó khô bắt đầu xúc tiếp. Tại vì là sợ đất nó ướt như này xúc vào người. Cả ngày mới lên được. Đấy, thấy tự nhiên bây giờ thấy dân ở chỗ kia tập trung đông quá. Không biết là đây bên máy nó gạt lên này. Thấy gạt lên mấy lần rồi à, chú ạ. Thấy rửa chỗ đấy rồi đấy. Máy nó gạt lên cái gì? Gì đó? Dạ bọn em đang ở làng Nủ mọi người ơi. Tại là còn 9 người nữa chưa thấy và hai bé con nhà chị Nick cũng chưa thấy. 9 người là bao nhiêu trẻ con, bao nhiêu người lớn anh? 3 trẻ con. 3 trẻ con, 6 người lớn. Trẻ con đấy con bé không anh? Bé nhất là con nhà Vững. Đang là non. Anh Vướn á? Vững. Vững ạ. Vững là Vướn đấy, hai anh em nhỏ đấy. À.
Thằng em nó là có con, có vợ, thằng anh chưa có. Vâng. Đúng, giờ còn mẹ chưa thấy một đứa con. Còn mẹ và một em bé con chưa thấy. Là bé đấy là tầm bao nhiêu tuổi rồi anh? 6, 5 tuổi hay 6 tuổi. Chắc có 5 tuổi phải vì còn bé mà. Vâng. Vì trong làng mình không nắm được chính xác là nó là vâng. Chỉ biết là nó có em bé thôi. Đang nghi chỗ này có người. Đấy thì xem nó đang nghi cho đấy nó xem nó. Chỗ này đã tìm được phải 4-5 người rồi mọi người ơi. Và cái bé Lan mà mất mất cả bố lẫn mẹ 6 tuổi mọi người là cũng cứu được ở đây và tìm thấy thi thể mọi người ở đây luôn. Vợ của thằng Vững ấy nó sạp vào đống cái chỗ củi củi luôn. Đâu là chỗ đống củi này anh? Đống củi có cái láng. À, là sạp vào chỗ đấy. Đấy nó úp vào đấy, anh về anh xem nó tưởng là cái cuốn nhà mình đi về. Đây, không phải là lật lên này không phải. Vâng. Nó nằm úp. Ừ lật lên luôn ạ. Có chứ, mình nghĩ bọn nó bảo con nhà mình về lật luôn chứ. À. Lật luôn lên này không phải. Ôi trời, em nghe bà Phúc kể kinh quá. Có những người chỉ thấy tay này, hôm trước còn thấy cả mỗi bộ tóc không? Đúng không anh? Ừ. Như vợ anh thấy chân trước. À. Thế là anh đem về anh cuốn anh chôn. Xong là hôm thấy cả người lên anh mới lại lên lấy moi lên anh cho vào con tài cùng. Thế chân trước? Chân là anh nghi ngờ là vợ mình rồi. Nói chung là mình ở với nhau sống hai mấy năm rồi. Vâng. Thì người ta bảo sao mày phát hiện bảo vợ bảo, sống với nhau hai mấy năm rồi thì sao chả phát hiện. Thế anh ấy bảo anh em đi lấy ni lông anh quấn thật kỹ. Anh em đem đi trong hôm anh thấy về đúng thật. Là vợ mình thật thì là đúng lại lấy chân người ghép vào. Vâng. Cần dài này lấy đến rồi ấy. Họ múc nước lên kia ấy à? Múc kia để té thì mình cũng khô lắm. Đúng rất nhiều gì không biết. Đấy hôm trước là mọi người bảo thấy mỗi bộ tóc nhưng mà cũng không đang nhận diện được. Nhưng mẹ Phúc lên là không còn tóc mọi người ạ. Nhờ may là cũng may mình cũng tìm được. Sợ nhất là đau xót là mất rồi nhưng mà mình không tìm được ấy. Nhưng anh mất thì mất rồi may mắn là vẫn tìm được hết. Thì vâng. Không đỡ được bao nhiêu. Những người chưa tìm thấy này đó là cái đau xót là như ở đâu. Vâng. Dây rút đi. Ra đi không tìm thấy xác. Không, ở đây hình như là ở đây như đợt em mới vào ấy, em nghe các chú các bác kể là có hỗ trợ là xét nghiệm đúng không anh? Có mà. Có xét nghiệm nhá mọi người ơi, chứ không nhiều người là không nhận diện, có những người chỉ tìm được tay, tìm được chân thôi mà, nên là vẫn phải có xét nghiệm đấy mọi người ạ. À. Người nào may mắn thì tìm nó ra, với lại là bây giờ gia đình ở với nhau mấy chục năm ấy là người ta nhận ra được mà. Như anh Bóng đấy, anh vừa kể đấy, anh tìm thấy mỗi cái chân vợ, thế mà anh nhận ra được chân vợ, anh cuốn chú Bóng vào xong chờ mấy hôm sau à, tìm được cả người vợ là anh ghép vào anh chôn một chôn luôn đấy. Người ta ở với nhau bao nhiêu năm rồi người ta biết mà. Chỗ kia đang nghi đang có nhưng mà không thấy xúc nữa nhỉ. Ừ, thấy gì hay quần áo gì. À chắc là thấy quần áo nên nghi. Ừ. Em thấy quần áo gì. Ở nước nên mà không phát hiện chính xác này thì nó làm đấy, thấy quần áo là nó phải nghiên cứu ngay, không thể không đâu. Nhà chỗ đấy là chỗ nghi ngờ nhất anh kể đấy đúng không anh? Ừ. Thế hôm trước cái chỗ cầu anh mà mọi người tìm được nhiều là ở chỗ nào đấy? À. Chỗ một chút đỏ đi xuống. Thế là chỗ cầu đấy cũng tìm được nhiều. Đấy được 3 mạng. Trôi giạt gì đấy nhiều, nó theo chiều. À đi cầu hồn ạ, đi cầu hồn thế nào đây? Đấy. Bây giờ đi ạ.
rùa hồn ở xa không anh? Là, à tìm được ở đâu thì Kiều đấy. Không, nó đi gần gần cái chỗ ở. Có đường ô tô đi lên trước kia. Lên trên đấy là đến đâu rồi anh? Ờ, lên đấy là đúng gần cái chỗ người ta kêu là mình đứng đường nó gần họ xuống đấy, chỗ nơi. Đâu?